Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, sau tiếng gọi động trời của mẹ thì Seo Ha-jin mới ngái ngủ vươn vai thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo và khen bản thân xinh một cách tự kỷ trước gương thì cô nàng liền bị bố mình khịa về việc crush mãi một cậu bạn tên Sejun mà tán không đổ. Tuy là kháy đều con gái như vậy nhưng người bố đáng yêu vẫn chấp nhận cho Seo Ha-jin 10.000 won, cho dù số nợ đã lên tới hơn 73 triệu. Khi nhận được tiền, Seo Ha-jin liền chuồn lẹ. Hiện tại cô nàng đang hí hửng đứng trước cửa nhà của ai đó mà chúng ta đều biết là ai đó. Để đáp trả sự nhiệt tình ấy thì một soái ca đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm trông như thằng ăn xin xó chợ ra mở cửa cho cô. Hóa ra đó là chú của Sejun. Khi biết Sejun đã đi trước bản thân được 20 phút, Seo Ha-jin chân như lắp phản lực mà phóng đi mất. Cô nàng vừa chạy hồng hộc vừa chửi thầm, để cô mà tóm được thì Sejun xác định với cô. Đột nhiên, xuất hiện trước mắt Seo Ha-jin là một bờ vai vững chãi quen thuộc, cô liền không ngần ngại nhảy lên bá cổ lợn con đáng yêu của mình. Và vâng, đó chính là nam chính mà cô nàng thầm thương trộm nhớ, Sejun. Một hồi trách yêu lợn con qua đi thì Seo Ha-jin liền chuyển tới bài ca về việc khuyên bảo Sejun đi tập Jiu-Jitsu và giảm vài cân thay vì cứ dán mắt vào game như thế. Thấy việc nói không khả thi, Seo Ha-jin liền tung ra tuyệt chiêu đôi mắt khẩn cầu long lanh. Đứng trước sự đáng yêu này, Sejun liền không nhịn được giơ tay kéo Seo Ha-jin vào lòng để tránh cô ngớ ngẩn mà bị chiếc xe đằng sau tông phải. Một hồi chim chích gà bông trôi qua thì lúc này Sejun đã an vị trên lớp học. Như mọi ngày, trước mặt cậu là một màn mày không mua bánh mì đậu đỏ cho tao thì tao đánh chết mày, nhưng ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt hơn những ngày khác bởi sức chịu đựng của Sejun có giới hạn. Kỳ thực đáng lẽ ra cậu không nên làm thế nhưng hành động đi trước lý trí, khi kịp nhận ra thì Sejun đã bóp mặt bánh mì đậu đỏ rồi ném mạnh xuống đất. Cuối cùng, chung quy lại cũng chỉ tại cái bánh mì đậu đỏ. Tuy vậy bạn bánh mì đậu đỏ đâu chịu thông cảm cho Sejun, mà thay vào đó là đấm liên tiếp vào mặt cậu. Đứng trước sự phẫn nộ ấy, Sejun vẫn rất ân cần hỏi han cậu có đau không. Bánh mì đậu đỏ liền đáp lại bằng cách bê cái ghế phang vào đầu Sejun. Nhưng đâu phải cái gì muốn cũng được, Sejun né hết những cú phang của đậu đỏ. Khi đang đến khúc cao trào thì Seo Ha-jin liền mở cửa bước vào khiến bầu không khí trở lên sượng chân. Seo Ha-jin lạnh lùng lướt qua Sejun, rồi đứng trước mặt bạn đậu đỏ và hỏi về vết thương trên mặt Sejun. Ông bà ta thường dạy rằng, trên đời này chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều, nhưng có vẻ bạn đậu đỏ không thấm nhuần được tư tưởng đấy mà vẫn hồn nhiên như không thao thao bất tuyệt khinh bỉ Sejun. Và tất nhiên, mọi lời nói ngu ngốc đều có cái giá của nó. Gương mặt bạn đậu đỏ nhòe đi trong tiếng la thất thanh từ nội tâm của Sejun, mình còn chưa giải thích xong mà đã động thủ rồi. Và kế tiếp là hình ảnh đôi mắt rực lửa của Seo Ha-jin trực tiếp cho bạn đậu đỏ trải nghiệm cảm giác bay trên không là gì. Ngay lúc này, tại một quán cà phê, bố của Seo Ha-jin đang trò chuyện cùng cậu của Sejun. Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ về những chuyện quá khứ đáng yêu của Ha-jin và Sejun. Bố của Ha-jin vẫn rất bênh vực con gái mình, tuy có học võ nhưng vẫn là một thiếu nữ thanh xuân ngọt ngào. Quay trở lại với hình ảnh ở chấp trước, thiếu nữ ngọt ngào đến con kiến cũng không dám giết đó đã vật ngã bạn đậu đỏ đáng thương qua mấy dãy bàn. Thật khiến người đọc lo lắng cho mấy cái xương sườn của nạn nhân xấu số ấy. Nhưng không dừng lại ở đó, thiếu nữ ngọt ngào Seo Ha-jin ngay lập tức tốc biến, kẹp chặt cổ nạn nhân và khóa tay lại bằng một tư thế Jiu-Jitsu tiêu chuẩn. Trước câu hỏi chất vấn dám đụng vào crush bà à thì bạn đậu đỏ chỉ có thể máu mũi chảy thòng lòng khó nhọc mà thở. Sợ tạo ra án mạng, Sejun lấy hết sức bình sinh ngay lập tức ra ngăn cản. Tuy là thế nhưng ba máu sáu cơn bà đã dồn tới não, Ha-jin vẫn vùng vẫy chửi vọng vào. Lúc này ở hành lang, Ki-seok mở cửa vào hỏi Sejun là thằng nào. Sau khi xác định vị trí và biết Sejun đánh đậu đỏ, hay còn có biệt danh là Choi Jun-sik. Chưa kịp để Sejun nói hết câu thì Ki-seok tiền tát thẳng vào mặt cậu. Trong những khoảnh khắc bối rối ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi, vì vậy Sejun liền mỉm lời hòa hoãn xin lỗi, còn mời chào sẽ đưa cho Ki-seok mấy cái bánh mì làm hòa. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, Ki-seok liền quyết định tha thứ cho Sejun trước sự ngỡ ngàng của cậu. Nhưng thực sự Ki-seok sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Lúc này ở bên ngoài trường, Ki-seok cùng đồng bọn nở nụ cười khinh bỉ, tính toán khó giỏ. Ngày hôm sau, cả bàn học và quần áo của Ha-jin dính đầy mực, ai nấy cũng đều làm lơ chỉ sợ dính rắc rối lên bản thân. Lúc này Sejun xách cổ áo cô lên và nhắc nhở cô mau vào nhà vệ sinh đi. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Sejun mặt xa sầm đi kiếm kẻ đã làm ra chuyện này. Cậu xông thẳng tới lớp của Ki-seok và bắt cậu ta phải đi xin lỗi Ha-jin ngay lập tức, đồng thời thay bàn học và đưa tiền mua lại bộ đồng phục cho cô. Tuy vậy Ki-seok vẫn nhởn nhơ phủ định, cơ mà nếu là cậu ta làm thì sao chứ, tên béo ú như cậu thì làm được trò trống gì. Trước sự khiêu khích trắng trợn ấy, Sejun vẫn nở một nụ cười hiền lành. Đàn em của Ki-seok thấy ngứa mắt liền định đấm Sejun, nhưng chưa kịp định hình thì mặt hắn ta đã bị cậu đấm cho dính vào tủ để đồ mất rồi. Đúng là trời mùa hè nóng nực nên bọn muỗi sản sinh vo ve hơi nhiều,
xem ra Sejun phải ra tay trượng nghĩa đồ sát cả dòng họ của chúng nó rồi. Nhìn thấy người bạn mũi của mình bị đánh chảy máu mũi, tên đồng bọn mũi thứ hai xông lên liền bị Sejun cho một combo thần trưởng ngáng chân rồi trực tiếp ăn trọn một cú huých vai vào mặt. Đồng bọn mũi thứ ba cũng không tránh khỏi kiếp ăn hành. Sau khi chứng kiến sự bại trận của ba anh em nhà mũi thì mũi chúa đại ca Ki Seok quyết định lên sàn. Nhưng có vẻ không dễ ăn như Sejun tưởng, cậu thở hồng hộc vì đuối sức, chỉ cần đấm được một cú thôi là cậu có thể thắng. Tuy vậy thân hình ục ịch của cậu sao so bì được với sự nhanh nhạy từ cơ thể cân đối 6 múi của Ki Seok. Không đấm chúng thì mình chơi chiêu, Sejun liền khiêu khích chửi xéo Ki Seok. Ngay lúc Ki Seok mất tập trung cậu liền xông lên ôm chặt lấy eo Ki Seok định làm một cú vật mạnh đảo ngược tình thế. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ định, Ki Seok liền thuận đà ngã xuống dùng chân kẹp cứng Sejun đồng thời lấy tay kẹp chặt cổ cậu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sejun có thể ngất vì thiếu oxy bất cứ lúc nào thì ngay tại thời khắc này một đôi dép hồng xuất hiện đá lệch mùng Ki Seok và đó chính là Hajin của chúng ta. Sau khi định thần lại từ cú sốc bất ngờ, Ki Seok liền nắm tóc Hajin mà khinh bỉ, để mặc cả sự nhắc nhở khẩn thiết từ Sejun là mau xách quần bỏ chạy đi kẻo muộn. Ki Seok liền tung cú đấm 10 phần sức lực không kém siêu Saiyan là bao nhưng vẫn bị Hajin né ngon ơ. Sau đó cô liền thuận đà từ nắm đấm của Ki Seok mà làm một cú qua vai tuyệt đẹp không có chỗ để chê rồi trực tiếp dùng chân khóa chặt tay Ki Seok. Sau khi gào thét van nài đồng thời thú nhận mọi tội lỗi và xin Hajin tha cho thì cô cũng quyết định ca bẻ gãy cái tay của Ki Seok. Trước khi đi cô liền đe dọa bọn mũi kia vài câu rồi dìu Sejun xuống phòng y tế. Một buổi học bất ổn kết thúc, trên đường về nhà Hajin liên tục trêu chọc Sejun vì hình ảnh cậu bại trận trước đó. Và có vẻ điều đó đã động đến lòng tự trọng đàn ông của Sejun nên cậu quyết định đi về nhà trước mà không đưa Hajin đến phòng tập. Về đến nhà Sejun liền lăn lên giường ngủ để quên đi nỗi nhục khó chịu hôm nay. Đang ngủ say thì cậu của Sejun xông vào phòng gọi dậy với sự lo lắng, Hajin đã xảy ra chuyện chẳng lành. Sejun tức tốc chạy đến bệnh viện liền gặp bố mẹ của Hajin. Mẹ của Hajin bảo cậu bình tĩnh, trước hết hãy đi đôi dép vào để tránh việc xây sát bàn chân thêm nữa và nói cho cô chuyện gì đã xảy ra. Sejun vừa run rẩy không ngừng vừa kể lại việc cậu để Hajin tự tới nhà thi đấu một mình. Ngay lúc này người của sở cảnh sát Jungbu đến muốn hỏi cậu một số vấn đề. Sau khi hỏi những vấn đề cơ bản, ông chú cảnh sát kết luận đây là một vụ hành hung tập thể và vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Ông nghi ngờ khả năng cao là những người có sự bất hòa với Hajin. Câu nói ấy khiến Sejun nhớ lại chuyện xảy ra vào sáng nay khi Hajin trừng trị bọn Jukon ở trường học. Sejun liền ngay lập tức báo lại danh tính bọn chúng cho ông cảnh sát. Ông cảnh sát cũng thuật lại một chút về sự việc cho cậu nghe. Hajin được phát hiện tại con hẻm nhỏ. Vết thương trên cơ thể rất nhiều nhưng nặng nhất vẫn là ở đầu gối bên trái. Quay lại với khu hành lang bệnh viện, lúc này bác sĩ đã đi ra từ phòng phẫu thuật và thông báo ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Nhưng tuy nhiên những chấn thương về thể xác chưa chắc đã nặng bằng chấn thương về tinh thần. Người nhà Hajin cần đặc biệt chú ý. Lúc này mọi người vây quanh tại giường bệnh của Hajin. Sejun cũng ở đó. Có vẻ trong cậu đã trỗi dậy sự quyết tâm cùng thù hận. Sejun đang ở tại sở cảnh sát chất vấn về việc bên công an vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Ông cảnh sát chỉ giải thích qua loa và nếu có phát hiện thêm gì thì sẽ trực tiếp liên hệ với gia đình Hajin, cậu không cần chạy tới làm loạn. Khi nhận được câu trả lời không có sự thuyết phục ấy, Sejun liền quyết định mấy ông đã không làm được thì cậu sẽ tự lo liệu. Sau khi Sejun quay lưng rời đi, ông cảnh sát liền nhắc cấp dưới để ý hành động của Sejun, ông không an tâm về cậu. Hình ảnh chuyển đến nhóm của bọn Ki Seok đang say xỉn tán tỉnh một cô em. Lúc đi vào con hẻm định rít điếu thuốc thì gặp phải Sejun đang ngồi chờ sẵn ở đấy. Cậu sầm mặt hỏi trong lũ chúng mày ai là người đã khiến Hajin ra nông nỗi này. Nhưng có vẻ bọn chúng chẳng để tâm tới lời nói của Sejun mà còn cười đùa. Và tất nhiên, đùa không vui, tên Ki Seok liền bị ăn một cú đấm thẳng mặt từ Sejun. Đồng bọn của Ki Seok cũng bị ăn thêm vài cái quạt bồ trưởng lệch mặt. Có vẻ sau cú đấm Ki Seok tiền tỉnh rượu, tên đó liền lách mình qua cú đấm của Sejun rồi khóa chặt chân cậu, hất ngược cậu ra đằng sau khiến đầu cậu va chạm mạnh với nền đất. Ngay trong lúc cậu choáng váng, Ki Seok liền ngồi lên người Sejun, dùng chân kẹp chặt hai tay cậu rồi đấm liên tiếp vào mặt cậu mấy cú. Ngay lúc Ki Seok vừa tái hiện lại hành động khóa tay của Hajin nhằm bẻ gãy tay cậu thì lúc này, một nam nhân bán ly với mái tóc bạch kim cùng body 18 múi đột nhiên xuất hiện. Anh đẹp trai 18 múi đe dọa Ki Seok và bắt cậu ta thả Sejun ra. Nhưng vì sĩ gái nên Ki Seok to mồm chửi lại. Nếu mày đã thách thức tao thì tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt. Anh 18 múi liền bình tĩnh nhấc điện thoại lên báo cảnh sát. Tất nhiên là Ki Seok nghe thấy cảnh sát là rén ngay, tên đó cùng đồng bọn xách quần vọt lẹ. Sejun xúc động nước mắt máu mũi tùm lum nói lời cảm ơn tới anh đẹp trai. Người đàn ông thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh cậu và nói, đồ con lợn. Sejun dường như nghe thấy âm thanh của tam quan bản thân vỡ vụn, chưa kịp nói ra thắc mắc của mình thì anh đẹp trai liền nói tiếp.
rằng anh là bạn tập luyện cùng Hajin và ngày nào cô cũng đem ảnh cậu ra khoe với mọi người. Khi hỏi Sejun việc Hajin vẫn còn hôn mê thì anh 18 múi nói tiếp, việc Hajin bị đánh là do một đám khác. Nghe được thông tin này, Sejun sốt sắng hỏi liệu anh biết đám đó là ai không. Anh 18 múi liền giơ ra trước mặt cậu một tờ giấy quảng cáo học Jiu-Jitsu với giá rẻ bất ngờ, chỉ với gần 2 triệu sau một tháng bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau, Sejun đang trầm tư trước cửa tòa nhà tập, liệu cậu có nên tin tưởng dốc hết tiền tiêu vặt để đặt niềm tin vào cái chỗ như đa cấp nửa đêm từ anh chàng tối qua hay không? Đột nhiên đằng sau cậu xuất hiện hai người lạ mặt tự xưng là hội viên và trực tiếp nửa lôi nửa kéo, thiếu điều chụp bao tải nhét cậu vào thang máy. Tới phòng tập, ánh mắt cậu liền va phải mái tóc bạch kim nổi bật dưới cái chăn hình con vẹt màu đỏ loè loẹt. Đó chính là A Sơn, anh chàng 18 múi đêm qua đã giúp đỡ cậu. Hình ảnh lôi thôi lếch thếch không quy củ của phòng tập khiến cậu hoài nghi nhân sinh. Đang định kiếm cớ không đủ tiền để chuồn thì trước mắt cậu xuất hiện một người đàn ông đội mũ xanh dương cute, miệng thở hồng hộc cùng đôi mắt như thiếu ngủ cả tháng. Ông ấy quyết định ưu đãi giảm giá cho cậu xuống còn 80.000 won, nhưng cậu vẫn nhất quyết đánh bài chuồn. Tuy vậy, so về độ mặt dày thì cậu sao đủ tuổi, ông chú già mũ xanh quyết định hạ giá kịch sàn xuống còn 50.000 won. Lúc này cậu bạn tóc nâu như đa cấp trèo kéo khách hàng đưa ra ý kiến. Vì Sejun là bạn rất thân của Hajin, vậy nên thân thế của cậu được đảm bảo. Chốt lại, free, đúng là phát ngôn một câu điếng người. Ông chú mũ xanh hóa ra là thầy giáo của phòng tập và vì để duy trì trả tiền phòng thì ông còn kiêm cả shipper, lái xe hộ. Đúng là đủ bươn trải vì lũ học trò báo. Anh trai tóc nâu nói tiếp ý tưởng tuyệt vời của bản thân lúc nãy. Đó chính là dùng thân thể hiện tại và sự thay đổi sau này của Sejun để làm marketing. Sự thông minh đột ngột này khiến mấy thành viên ít ỏi trong phòng tập trầm trồ tán thành. Vậy là tất cả mọi người đều đồng lòng đồng chí hướng, nhưng có vẻ mọi người quên mất chẳng ai hỏi chính chủ là Sejun có nhu cầu giảm cân hay không cả. Trong lúc mọi người bàn bạc hăng say thì cậu phải chạy lẹ, nhưng cuối cùng vẫn bị A Sơn xách đầu vào thay đồ tập luyện. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ấy vậy mà đã 3 tháng trôi qua, đã tới kỳ hạn cuối của kế hoạch giảm cân. Và Sejun giờ đã hoàn toàn lột xác trở thành một Sejun khác. Tại phòng tập, mọi người đang quay lại bàn tán về vấn đề lên hạng đai. Thấy vậy, ông thầy quyết định tập hợp mọi người lại và thông báo kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dù vậy, A Sơn cũng không quên nhiệm vụ của mình là so sức mạnh cơ bắp với Sejun, dù cả hai đã mệt bở hơi tai nhưng trì hoãn là không tốt, nên Sejun quyết định xách cặp đi theo. Ở công viên trong lúc rèn luyện, Sejun liền bị A Sơn khịa vì lên xà đơn một tay mà yếu như con sên, đâu phải ai cũng là quái vật như A Sơn 18 múi chứ. Xế tà, hai người cũng ngồi lại chính thức nghỉ ngơi. A Sơn liền đề cập đến sức khỏe của Hajin nhưng câu trả lời từ Sejun chỉ là cậu đã không còn liên hệ gì với cô từ sau lúc ở bệnh viện nữa. Ký ức như cuộn phim quay lại khoảnh khắc 12 ngày khi Hajin tỉnh lại. Sejun tức tốc chạy tới bệnh viện nhưng thứ duy nhất cậu nhận được là đôi mắt lạnh lùng không muốn tiếp chuyện cùng Sejun của Hajin. Vài ngày sau đó thì gia đình Hajin liền rời sang thành phố khác sinh sống và để tiện cho việc điều trị tâm lý cho Hajin. Từ phía cảnh sát cũng không khai thác được thêm thông tin gì của bọn chủ mưu. A Sơn thấy vậy chỉ khuyên Sejun rằng việc cậu sử dụng võ thuật để hại một ai đó là điều nhục nhã rồi rời đi. Nhưng từ 3 tháng trước, vào cái ngày ấy thì Sejun đã hạ quyết định rồi. Sau 3 tháng, đã tới thời gian quay lại trường học, Ki Seok nhắc nhở Choi Jun Sik thu tiền bọn học sinh cho cẩn thận vào và đừng có quên thu của thằng béo mập Sejun, rồi hai người sánh vai rời đi. Lúc này, Ki Seok đang ngồi tại lớp học buôn điện thoại thì một bạn nữ tới nói rằng có người muốn gặp cậu ta ở trên sân thượng. Chưa kịp để Ki Seok thắc mắc đó là ai thì cô nàng nhanh chân đã chạy trước. Về phía Choi Jun Sik, cậu ta đang cùng mấy thằng đồng bọn khác dồn ép mấy học sinh khóa dưới tại nhà vệ sinh với câu châm ngôn anh chỉ hỏi thăm sức khỏe mấy chú một chút thôi. Tưởng như lần này sẽ lại thuận lợi ngon ơ như bao lần khác thì một giọng nói hỏi thăm đột ngột xuất hiện đằng sau. Vâng, đó là nhân viên dọn rác, nam chính của chúng ta, Sejun. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo là có thật. Tên đồng bọn của Choi Jun Sik mặt vênh lên bố láo với Sejun. Để đáp lại sự nhiệt tình, hiếu khách của tên đồng đội heo kia thì Sejun đã nắm đầu hắn và tặng hắn một cú đấm thân thương trực tiếp vào mặt. Đã xong một tên, Sejun hét lên với đám khóa dưới mau ra khỏi phòng vệ sinh, tránh làm vướng tay anh dọn dẹp, rồi sau đó tung một cú đá cho Choi Jun Sik dính thẳng vào tường. Thấy mấy người anh em của mình bại trận, đầu cắt moi màu xanh tức tối xông lên cùng đầu đinh màu đen. Nhưng Sejun chỉ cần lách mình vào một đấm, hai đấm tung ra, đầu cắt moi màu xanh và đầu đinh màu đen liền trực tiếp đi lĩnh cơm hộp cho xuất diễn của mình. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối như vậy, Choi Jun Sik sợ đái ra quần. Sejun liền chỉ một tay, nhẹ như lông hồng, bóp cổ nhấc bổng người Choi Jun Sik. Mặc cho cậu ta mặt đã tím tái vì khó thở và sợ hãi, Sejun để lại lời nhắn yêu thương nhờ Choi Jun Sik chuyển đến Ki Seok. Tao đã khởi động xong rồi, ngon thì đấu lại lần nữa đi. Trên sân thượng của tòa nhà dạy học,
Ki Seok đứng một mình trơ trọi, đang định rút điện thoại gọi điện thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Đó là Choi Jun Sik. Làm tốt bổn phận của mình, cậu ta nhắc nhở Ki Seok về việc Sejun đang tới chỗ của hắn. Nhận được thông tin này, Ki Seok chỉ quan tâm sao giọng nói thẳng đệ mình nay kỳ lạ thế rồi quyết định đi xuống xem tình hình như thế nào. Nhưng cậu ta còn chưa cầm được nắm cửa thì mặt đã hôn trực tiếp với cánh cửa rồi. Vì tác động ngoại lực mà Ki Seok bị hất văng xuống đất. Hóa ra người mở cửa đó là Sejun, cũng chẳng trách cậu được, ai bảo đúng người lại còn đúng thời điểm làm chi. Ki Seok dường như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà liên tục hịa đều Sejun. Mồm đang tuôn lời tốt đẹp thì lại được ăn ngay một đấm của Sejun, nhưng thân thủ Ki Seok cũng không phải dạng vừa, cậu ta tức tốc né cú đấm đó. Điều này khiến Sejun khá ngạc nhiên, có vẻ được đà lấn tới Ki Seok lại tuôn mấy lời tốt đẹp tới Sejun. Thế mới nói, mấy thằng phản diện mà lắm mồm thì kết cục chẳng bao giờ tốt đẹp, và kết cục của Ki Seok là được ăn lại một đấm từ Sejun. Trong cơn tức giận và nhục nhã vì đối thủ không tôn trọng lời nói của mình, Ki Seok liền trả lại một đấm vào mặt Sejun. Nhưng cũng nhờ một đấm này mà Sejun biết Hata chưa học kỹ thuật đánh ở tư thế đứng. Cậu liền xoay người lấy đà, tung một cú huých từ khuỷu tay trực tiếp vào mặt Ki Seok. Có vẻ như đầu óc Ki Seok tuy rằng ngu nhưng tứ chi khá linh hoạt, hắn mau lẹ quay người chỉ trong một khoảnh khắc, chặn cú đánh bằng vai. Ki Seok tức tốc gào mồm hét lên xông tới ôm chặt chân Sejun nhằm tái hiện lại quá khứ. Chỉ chờ có như vậy, Sejun liền giơ chân cho hắn ăn một cú lên gối vào mặt, đúng là trời tính sao bằng Sejun tính. Nhìn thấy vẻ chật vật của Ki Seok làm cậu nhớ tới ký ức mình bị A Sơn dùng chân kẹp cho suýt tắc thở. A Sơn dạy Sejun về những điều cơ bản trong hệ thống phòng thủ, đương nhiên là vẫn phải học phản đòn. Tuy vậy đối với các đối thủ vẫn đang tập luyện thì khó mà nắm bắt được động tác của họ. Chính vì vậy phải lập chiến thuật, kết hợp cả nhu thuật với võ tổng hợp. Về cơ bản hệ thống phòng thủ chính là tinh hoa của nhu thuật. Hình ảnh A Sơn nằm đất chân chồng ngược lên trời dường như khớp với hình ảnh của Ki Seok hiện tại. Tất nhiên, một thế võ luôn có ưu nhược điểm của nó, và nhược điểm hiện tại của Ki Seok chính là bắt đùi. Sejun liền không ngần ngại một cước thẳng căng đá thật mạnh vào bắp đùi Ki Seok. Trong tiếng la thất thanh của Ki Seok, Sejun nắm chặt hai chân của hắn ta rồi hất mạnh, phá hỏng thế phòng thủ của Ki Seok. Sau đó trực tiếp lấy đà lên gối thụi vào bắp đùi Ki Seok. Ki Seok lúc này mới nhận ra Sejun đã đi học nhu thuật ở đâu đó rồi. Hiện tại, Sejun hoàn toàn ở vị trí làm chủ cuộc chơi và cũng chính vì quá dễ dàng mà cậu cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của A Sơn. Nhưng sự ngu ngốc của Ki Seok sống dai dẳng như mấy con tiểu cường chui lên từ cống thoát nước vậy, mồm vẫn buông lời khịa đều, lại còn dám đụng chạm tới Hajin. Han nói Hajin lúc bị đánh trông giống như con chó mất chủ vậy. Trong lúc Sejun chuẩn bị cho Ki Seok một đấm bay nốt mấy cái răng thì hắn ta liền nói ra một điều không thể tin được. Vào cái ngày hôm ấy, hắn nói nếu Hajin đưa được Sejun tới thì sẽ tha cho Hajin nhưng cậu đã không nhận điện thoại cầu cứu của Hajin. Nghe được điều này, tim Sejun như hẫng một nhịp. Hình ảnh Hajin lạnh lùng nhìn cậu ở bệnh viện hiện lên. Chỉ chờ có thế, Ki Seok lật mình phản đòn, hắn nhảy lên đá thẳng vào mặt Sejun nhưng bị cậu nhanh nhẹn dùng tay đỡ được. Thấy Sejun không si nhê gì, Ki Seok đấm liên tục vào mặt Sejun nhưng cậu cũng không vừa, dùng chân đá vào mặt Ki Seok rồi dùng thế phòng thủ mạng nhện để khóa hết các đòn tấn công của Ki Seok. Chịu đòn rồi yên lặng mà sống ư, mày cũng quá buồn nôn rồi, Sejun nói. Trong lúc giằng co, Sejun liền thu chân lại đá cho Ki Seok một cú vào bụng rồi lật ngược tình thế, đè khóa cứng tay của Ki Seok. Mặc kệ lời nói nhảm của Ki Seok, Sejun liền trụng tay, tung mấy cú đấm vào mặt hắn ta. Bọn rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi, cậu Sejun sẽ trả lại gấp trăm lần những gì mà bọn chúng đã làm cho Hajin, từng đứa một. Ki Seok với khuôn mặt tím tái khóc lóc cầu xin Sejun dừng tay. Tuy vậy nào có dễ dàng như thế, Sejun bắt hắn nôn hết tên những thằng đã làm tổn thương đến Hajin. Tiểu cường lỗ cống Ki Seok vẫn định dùng sự giả ngơ giả dại để âm thầm tung chiêu đánh trả Sejun. Và tất nhiên, mấy cái tiểu xảo vô dụng này Sejun nhìn ra cả, cậu trực tiếp không nhân nhượng, dùng đòn khóa vai Americana khiến Ki Seok gào mồm trong đau đớn. Có vẻ như đầu óc thằng Ki Seok hơi chậm tiêu, hắn ta chỉ đơn giản có hai lựa chọn duy nhất. Một là khai hết tên mấy tên làm hại tới Hajin, hai là bị cậu cho về nhà đoàn tụ với tổ tiên. Cảm thấy mất kiên nhẫn với sự ngu ngục của Ki Seok, Sejun liền cho hắn 3 giây để lựa chọn. Trong giây thứ 3 đau đớn tưởng chừng Ki Seok phải tạm biệt cánh tay trái thân thương thì hắn rốt cuộc hét lên một cái tên Son Jo Hyun. Son Jo Hyun chính là một tiền bối học năm 3 cùng trường và có vẻ hắn chính là kẻ cầm đầu trong vụ việc liên quan đến Hajin. Không dừng lại, Sejun tiếp tục ép cung khiến Ki Seok khai thêm còn có mấy thằng trường khác nữa, nhưng về cơ bản hắn chỉ là hạng tép diêu, không nắm rõ được tình hình cụ thể như thế nào. Ngay lúc này thầy giáo xuất hiện cứu về cho Ki Seok một cái mạng. Có vẻ như Ki Seok đắc ý hơi sớm, trước khi Sejun rời đi cậu ném mạnh hắn xuống đất.
30 chưa phải là Tết đâu con ạ, đường dài mới biết ngựa hay. Lúc này tại phòng của hiệu trưởng, cuộc tranh cãi nổ ra giữa ông thầy hiệu trưởng và bố của Ki Seok bởi việc đuổi học vì hành vi đánh người của Sejun. Nhưng có vẻ nhân vật chính trong câu chuyện ấy chẳng mảy may để ý, cậu chỉ luôn nghĩ về lời mà Ki Seok khai ra lúc trên sân thượng. Một người phụ nữ váy đỏ mở cửa bước vào, bà có vẻ là mẹ của Ki Seok. Bà trực tiếp ngó lơ chồng mình mà tiến thẳng tới chỗ Sejun, sau đó giơ tay định tát cậu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu dùng tay mình hất văng cú tát ấy khiến mọi người sững sờ và làm bầu không khí như chậm lại một nhịp. Để cứu vãn lại bầu không khí ngượng ngùng này thì bố của Sejun thất thanh hét vào. Ông Tần Tảo xô người phụ nữ áo đỏ ra mà ân cần hỏi han Sejun xem cậu có bị thương chỗ nào hay không. Thấy bản thân hết bị hất tay lại bị bơ đẹp, diễn viên quần chúng áo đỏ lớn tiếng chỉ trích hành động của Sejun để tìm lại cảm giác tồn tại. Thấy vậy, bố của Sejun liền nhún nhường cúi đầu xin lỗi, nhưng có vẻ như mẹ của Ki Seok quyết định làm tới cùng, phải đuổi học bằng được Sejun. Bất ngờ trước điều này, hiệu trưởng liền giải thích cho bố của Sejun biết về mức độ thương tích của Ki Seok khá cao và trong cuộc ẩu đả ấy là Sejun đơn phương đánh Ki Seok. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bố của Sejun liền liên tục cúi đầu xin lỗi. Cơ mà đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, mẹ của Ki Seok không những không thỏa hiệp mà còn chửi xéo bọn họ là cái thứ du côn không biết thân biết phận. Thật là nghĩ bản thân thanh cao lại dám động chạm tới lòng tự trọng của boss Sejun. Thấy thái độ của bố Sejun thay đổi trở nên hung hăng, ông bố của Ki Seok quyết định xài chiêu thức mày biết bố mày là ai không, tao hơi bị thân với hiệu trưởng đấy. Tưởng gì, hóa ra là xài chút quan hệ rộng mà thôi, bố của Sejun liền làm một cú điện thoại. Đầu dây bên kia vọng ra giọng nói hào hứng tác giả Lim, anh có việc gì gọi cho tôi trước vậy? Cũng không có gì to tát cả, bố của Sejun định nhờ chủ nhân giọng nói một việc thôi, rất đơn giản ấy mà, phải không ngài chủ tịch? Vấn đề liên quan đến mình mà mình nói thì cũng không đủ thuyết phục. Nên bố của Sejun liền đưa điện thoại của ngài chủ tịch cho hiệu trưởng nói chuyện, mặt ông hiệu trưởng tái mét như bị bệnh nan y thời kỳ cuối. Trên đường về nhà, Sejun gửi lời xin lỗi bố mình vì đã gây rắc rối cho ông. Ông biết rằng điều đó có thể là vì Hajin, nhưng ông vẫn muốn nhắc nhở con trai mình việc bạo lực không bao giờ trở nên chính đáng cả. Tại phòng tập, ba người, sáu con mắt đang hết sức ngạc nhiên vì những xây sát của Sejun, không biết cậu đã chui vào xó xỉnh nào rồi bị đánh cho tàn tạ đến vậy. Để tránh làm mọi người lo nghĩ, Sejun liền nói dối là đi xe máy với bố bị ngã. Mọi người nghe vậy liền ân cần hỏi han về vết thương lẫn gương mặt của Sejun. Vậy là lại phải gác lại chiến thuật marketing đi ship đêm thêm mấy hôm nữa rồi. Nhưng những vết thương đó làm sao qua mắt được ông thầy sống được nửa đời người. Ông nói cho Sejun người nào sử dụng Jiu-Jitsu ngoài nhà thi đấu sẽ là kẻ thất bại suốt đời. Nhưng ông cũng nói thêm, nếu vào hoàn cảnh bắt buộc thì chỉ có thể là tự vệ hoặc bảo vệ ai đó mà thôi. Lâu lắm mới triết lý được một lần mà bọn học trò trầm trồ như bị động kinh giai đoạn cuối. Sau một hồi náo loạn thì mọi người liền quay trở lại lớp học. Vì lo lắng cho Sejun bị thương nên anh định nhẹ tay hơn với cậu một chút. Nhưng khi nghe Sejun cứ nói là đấu hết mình đi thì anh cũng chẳng ngần ngại chi. Thao kính, vận công, một đòn, Sejun liền nằm bẹp như cái bánh rán bởi đòn khóa Kimura. Sau đó là tiếp tục một chuỗi gục ngã bởi đòn siết cổ sau, đòn bẻ tay armbar. Kết thúc buổi đấu, Sejun thở hồng hộc còn anh thì vẫn thảnh thơi hơn bao giờ hết. Giờ mới để ý A-Sơn 18 múi không có mặt ở phòng tập, hóa ra là anh được giao nhiệm vụ đi phát tờ rơi quảng cáo. Cơ mà quảng cáo thì nhiều mà cái phòng tập có đúng 3 học sinh. Nghe được câu thắc mắc ấy, anh áo xanh liền lảng tránh vấn đề, hỏi Hajin dạo này đã liên lạc lại với Sejun chưa. Câu hỏi ấy khiến cậu trầm hẳn đi. Thấy vậy, anh áo xanh nói rằng mỗi lần đến phòng tập, trong lúc tập hay ngay cả lúc ra về, nếu để Hajin lựa chọn nhớ tới và mong mỏi ai thì nhất định là cậu đấy, Sejun ạ. Và cũng có thể ngay lúc này đang ở đâu đó, Hajin cũng đang chờ đợi một sự chủ động từ Sejun. Sau dãy nhà học, Ki Seok bị gãy hai cái răng cửa đang quỳ gối trước một người và thú nhận việc thu không đủ tiền do đột nhiên có thằng phá hoại xuất hiện. Ki Seok đề cập tới Hajin và nói là do Sejun, người yêu của Hajin, làm hỏng chuyện. Nghe vậy, tên đại ca đầu đinh bình tĩnh cởi áo hỏi, tháng này mày đi tập được mấy buổi? Rồi cùng với thân hình cơ bắp gân guốc thân thiện đưa ra đề nghị cùng nhau tập sparring để xem năng lực của Ki Seok có bị lụi đi không nào. Và chúng ta có thể hình dung được sự hỏi thăm tận tâm này chính là khiến Ki Seok hộc máu mồm. Trước lời xin thua của Ki Seok thì đại ca chỉ nhẹ nhàng để lại cho hắn một câu, phải có một thằng xong đời thì mới dừng lại được chứ. Ngay sau đó là một phát thụi mạnh vào eo và kết thúc bằng một cú đấm khiến Ki Seok hôn nồng nhiệt với đất mẹ và sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Đại ca thấy vậy liền điểm danh Jun Seok, cứ tưởng rằng mình sẽ là người tiếp theo bị ăn hành, nhưng không, đại ca chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Một là gom đủ tiền, hai là lôi cái thằng mà Ki Seok nhắc tới đến trước mặt hắn. Còn nếu mà cả hai việc làm không nổi, thì người đại ca là hắn đây sẽ lại hỏi thăm chút tình hình tập luyện của mày đấy. Nghe vậy, mặt Jun Seok tái mét,
bảo hắn hỏi thăm tình hình tập luyện thì khác nào là đi chết đâu. Lúc này tại cổng bệnh viện Sejun đang đứng ngóng chờ một ai đó. Ngay tại khoảnh khắc ấy một đôi mẹ con bước ra, hóa ra đó là Hajin và mẹ của cô. Sau khi đôi ba câu hỏi thăm qua lại, Sejun mới bẽn lẽn, cẩn thận bắt chuyện với Hajin. Nhưng cô chỉ lạnh lùng bước qua và để lại một câu, muốn uống cà phê thì đi theo. Nhưng đừng lo lắng, người mẹ ruột thịt của cô đã bóc mẽ rằng Hajin đã tốn cả sáng để sửa soạn trước khi gặp cậu đấy. Tại quán cà phê nọ, hai nhân vật chính của chúng ta đang ngồi hàn huyên tâm sự. Hoặc có thể là chỉ có Sejun hàn huyên thôi, còn Hajin thì khịa cậu hẳn là đích thân đến liên lạc sau một khoảng thời gian mất tăm mất tích cơ đấy. Sejun có kể thoáng qua cho Hajin về khoảng thời gian vắng mặt, đôi ba câu trôi qua bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Điều này khiến cho Sejun cảm thấy an tâm hơn rất nhiều vì có vẻ Hajin đã ổn hơn những gì cậu nghĩ. Theo lời của người xê ảnh sát thì Hajin dường như không nhớ gì về ngày hôm đó. Cậu ấy tạm thời bị mất một phần ký ức vì cú sốc tinh thần quá lớn. Nhưng khả năng nhớ lại là vẫn có. Điều này khiến Sejun đắn đo không biết có nên đề cập tới vấn đề đấy với Hajin hay không. Khi đang định hỏi thì một tiếng rầm lớn phá ngang, hóa ra chỉ là nhân vật qua đường A đóng cửa quá mạnh mà thôi. Lúc quay đầu lại cậu liền nhìn thấy Hajin vì giật mình mà ôm đầu sợ hãi run rẩy không ngừng. Thấy vậy Sejun liền đi nhanh qua an ủi cô. Trước hành động lại gần an ủi của Sejun, do ám ảnh quá lớn trong lòng khiến cô hét lên sợ hãi, đồng thời run rẩy cầu xin Sejun gọi mẹ cô tới. Có vẻ như các cụ đã cứu Sejun một bàn trông thấy. Ngay tại trường học Jun Seok lấp la lấp ló, ngó nghiêng ngó dọc đề phòng cái gì đấy, rồi ghé tai một cậu học sinh đe dọa đòi tiền, hình ảnh đúng là lom dom không chịu được. Đang đến đoạn nhai răng trợn mắt cho thêm phần thuyết phục cậu học sinh thì đằng sau hắn xuất hiện một người. Ngạc nhiên chưa, đó chính là Sejun, cậu hỏi về cái tên Son Jo Hyun của năm 3 và bắt hắn dẫn cậu tới gặp mặt cái tên đó. Tại lớp học một cậu học sinh rủ Jo Hyun tham gia cho đủ nhân số đi chơi cùng bọn con gái nhưng Jo Hyun liền từ chối vì có lịch tập. Lúc này Jun Seok chạy hồng hộc như bị chó đuổi vào lớp học. Trước sự nghi vấn của Jo Hyun, hắn báo cáo việc đã dắt được Sejun tới, đúng là chó ngáp phải rồi mà. Bước vào lớp học Sejun rất lễ phép gửi lời chào tới các tiền bối khóa trên và ngỏ lời hỏi không biết có thằng chó đẻ Son Jo Hyun ở đây không. Sau khi xác định được mục tiêu, Sejun tiến thẳng tới bàn của Jo Hyun. Đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội, cậu bạn kia tranh trước mở mồm hỏi thăm mẹ của Sejun rồi bất bình thay cả cho Jo Hyun. Jo Hyun vẫn rất bình tĩnh bảo hắn bớt cái mồm lại, rồi hỏi Sejun liệu có phải là thằng tẩn ki xúc ra bã hay không, và mục DICH của Sejun tìm hắn làm gì. Sejun chỉ có một yêu cầu duy nhất, kể lại chuyện ngày hôm đó xảy ra với Hajin. Jo Hyun tính chối bỏ không quen nhưng Sejun đã chặn ngang họng hắn, bởi cậu đã ghi âm hết mấy lời thú tội của thằng ki xúc tại sân thượng. Jo Hyun vẫn rất thách thức, ghi âm thì sao chứ, cậu còn tính làm gì hắn à, nhưng Sejun không tính dính líu tới cảnh sát đâu, bởi cậu sẽ chính tay xử lý từng thằng một. Đáp lại lời nói hùng hồn đó, Jo Hyun cười như được mùa. Hắn quyết định sẽ kể lại cho cậu chuyện ngày hôm đó, nhưng có qua phải có lại. Sejun phải làm thay việc mà mấy thằng đệ năm 2 của hắn đang làm. Không cần biết cách thức, chỉ cần thu đủ tiền, hắn sẽ kể cho cậu nghe chuyện ngày hôm đó xảy ra với Hajin. Và tất nhiên nghĩ gì mà Sejun làm mấy trò con bò đó. Dứt câu, một cú đấm dừng trước mặt cậu, đây như là một lời đe dọa để cậu thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa cậu và hắn. Vậy đổi cách thức, chỉ cần Sejun thắng trong trận sparring với Jo Hyun thì muốn hắn tâm sự gì hắn cũng chịu. Nhưng thời điểm hiện tại có vẻ không thích hợp cho lắm, vì giáo viên đã vào lớp thế nên hắn hẹn ngày mai sẽ nghe câu trả lời từ Sejun. Tan học, cậu bạn kia vẫn cố gạ gẫm Jo Hyun đi cho đủ đôi đủ cặp nhưng Jo Hyun vẫn nhất quyết từ chối. Lúc đấy, điện thoại trong túi Jo Hyun rung lên từng đợt. Đó là tin nhắn của mẹ cậu nhắn tới, việc những tên đòi nợ lại tới nhà và bà bảo cậu ngủ nhờ tại nhà bạn. Sau khi đọc được tin nhắn ấy, mặt Jo Hyun tối sầm lại, có vẻ như buổi hẹn hò ngà y hôm nay phải tạm hoãn lại mất rồi. Sejun đi trên đường về nhà, thần thơ nhớ về cú đấm mà Jo Hyun tung ra ngay trước mặt cậu khi ấy. Tốc độ nhanh và dứt khoát như vậy liệu có phải là boxing không? Nếu với cái đà này thì Jo Hyun sẽ tẩn cậu ra bã mất. Dòng suy nghĩ của cậu cũng bị cắt ngang khi điện thoại reo lên. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì chắn trước mặt cậu là hai thằng đàn em đi cùng với Jo Hyun lúc đấy. Đồng thời Jo Hyun cũng xuất hiện ngay sau cậu. Jo Hyun sáp lại gần Sejun và thúc ép cậu đưa ra câu trả lời sớm hơn vì hắn có chút việc. Sejun có chút rén ngang khi hắn cứ sáp lại gần như vậy, nhưng câu trả lời thì cậu đã có từ trước rồi. Nghe thấy thế Jo Hyun ngồi xuống lục lọi ba lô rồi lấy ra đôi bao tay đeo vào. Trước sự nghi vấn của Sejun, Jo Hyun giải thích rằng hắn sợ nếu mà dùng tay trần đánh nhau hắn sẽ làm cậu chết mất. Trong ngõ nhỏ hình ảnh của một trận chiến sắp bắt đầu diễn ra, Jo Hyun vội vã bắt đầu trận chiến. Chữ bắt đầu còn chưa đánh vần xong thì một cú đấm trực diện mặt Sejun được tung ra. Nhưng đó có vẻ chỉ là hỏa mù của Jo Hyun tung ra mà thôi.
Sejun sững sờ trước tốc độ tung đòn bá đạo của Jo-hyun. Khi cậu còn chưa kịp định hình lại thì Jo-hyun tức tốc cho cậu ăn một cú thụi mạnh vào eo và tung ngay một đòn đấm vào mặt. Nhưng phải khiến Jo-hyun ngạc nhiên bởi Sejun hoàn toàn chặn được cú đấm ấy, tuy rằng cậu có đôi phần chật vật. Thấy vậy, Jo-hyun liền tung liên tiếp các đòn đấm vì mong muốn nhỏ nhoi là bón hành cho Sejun. Khi đang định lấy đà cho cú hít cuối cùng thì Sejun đã phản công lại. Jo-hyun nhanh lẹ né xuống rồi thẳng tay cho Sejun một quả knockout ngay tại cằm. Jo-hyun cũng rất tận tâm đỡ lấy Sejun, cứ tưởng rằng cậu đã sùi bọt mép đi tìm Chu Công đánh cờ rồi, ai ngờ khi cả hai đang ôm nhau thắm thiết thì Sejun cười khẩy. Mày nhanh vãi luôn đấy bạn hiền ạ. Vì lo rằng Jo-hyun ôm cậu có phần chật vậy nên Sejun đã khóa chặt tay mình sau lưng Jo-hyun. Đòn tấn công này khiến Jo-hyun nghi ngờ rằng cậu chính là một grappler. Vì Jo-hyun vừa đeo băng tay, vừa là một boxer nên Sejun định đẩy ngã Jo-hyun để tấn công trong tư thế nằm xuống sàn. Nhưng ý đồ còn chưa thực hiện được 1/3 thì cậu đã bị Jo-hyun dùng vai huyết mạnh vào cằm. Khi cậu còn đang suy nghĩ rối loạn, Jo-hyun liền coi thường, bởi dạo này có mấy thằng nghĩ rằng Jiu-Jitsu và đấu vật là võ thuật mạnh trong thực chiến. Cứ mỗi từ trong câu hỏi được thốt ra thì Sejun liền bị ăn một đấm thẳng mặt. Sejun bị động nhận từng cú đấm rồi ngã khụy xuống. Để giải đáp cho chính câu hỏi của mình, Jo-hyun liền nói cho Sejun biết, bởi chưa có ai hành mấy bọn đó ra bã nên chúng mới nghĩ lố lăng vậy. Sejun không đáp lại được câu nào, miệng cậu học ra máu tươi. Jo-hyun nói thêm, sau hôm nay nước sông không phạm nước giếng, việc đứa nào đứa đấy làm, đồng thời hắn cũng bày tỏ thương tiếc cho việc xảy ra với Ha-jin. Nghe đến tên của Ha-jin, Sejun ngẩng mặt lên gần từng chữ, đừng dùng cái mồm bẩn thỉu của mày mà nhắc tới tên của cô ấy. Sejun cậu nghĩ gì mà bỏ cuộc, cậu dùng sức ôm chặt lấy chân của Jo-hyun. Điều này cũng khiến Jo-hyun bất ngờ, Sejun dai dẳng hơn hắn tưởng tượng. Sau đó hắn dùng sức nắm bả vai cậu, rút chân mình ra. Trước khi tung ra đòn cuối cùng, Jo-hyun giảng cho Sejun chút đạo lý về cá lớn nuốt cá bé, rồi một âm thanh lớn vang lên. Cứ tưởng rằng hình ảnh tiếp theo sẽ là Sejun bị đấm cho bất bình, nhưng không, A-Sơn xuất hiện thực hiện hoàn mỹ hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ăn thay Sejun chọn một đấm. Thấy được A-Sơn như vậy, đồng đội anh cười chảy cả nước mũi nước miếng, thiếu điều cầm điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này rồi bêu diếu trên mạng xã hội thôi. Jo-hyun vẫn còn hơi ngơ ngác khi A-Sơn có thể tiếp nhận hẳn một cú của cậu. Thấy tình hình không ổn, tên đàn em của Jo-hyun liền nắm lấy vai của anh tóc nâu mà đe dọa. Chúng mày có biết thời nay con nít đáng sợ như nào không mà xía vào chuyện của bọn tao hả? Anh tóc nâu được tác giả gắn thêm cái máy zoom tận mặt, chuyển động slow motion, mặt tối sầm lại, dường như một trận chiến sống còn lại sắp diễn ra. Sau đó, anh tóc nâu vận nội công, dồn khí đan điền, lăn ra ăn vạ. Tiếng gào đinh tai nhức óc thu hút toàn bộ ánh nhìn tò mò từ người bên ngoài. Jo-hyun tiến lại gần A-Sơn thắc mắc tại sao anh có thể á chọn một cú của hắn mà dửng dưng như không vậy. A-Sơn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại có phải cậu ta đang đề cập tới cái cú đấm như đứa cháu lên 7 của anh hay không. Jo-hyun câm nín trước câu trả lời này, nhưng xung quanh lúc này đã tụ tập rất nhiều người xung quanh. Thấy vậy, A-Sơn liền quay người để lại một lời hẹn ước với Jo-hyun, rồi chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng A-Sơn đâu buông tha, Jo-hyun tưởng chừng như A-Sơn định làm một trận cho ra ngô ra khoai thì ngay sau cậu xuất hiện hai chú cảnh sát oai phong đẹp trai nhưng không kém phần tận tâm. Tại đồn công an, chú công an đại diện cho công lý đang hỏi lời khai từ Jo-hyun. Hắn nói, cả hai chỉ đang so đấu sparring thôi, hắn còn đeo cả bao tay còn gì. Nhưng chú cảnh sát chỉ làm vẻ mặt khinh khỉnh ồ, hẳn là thế rồi nói rằng cơ mà lời khai của người bị hại quan trọng hơn. Mặt Jo-hyun sượng chân, trong đầu hắn nghĩ bao nhiêu là rủi ro nếu bị kết án, hắn sẽ không thể đi thi đấu được. Rồi lại tự an ủi mình Sejun sẽ không khai ra đâu vì trước đó Sejun đã nói là không muốn dính đến cảnh sát và cậu cần khai thác thông tin của Ha-jin từ hắn. Và để đáp lại ánh mắt đầy kỳ vọng từ Jo-hyun, Sejun mặt tỉnh bơ nói cháu bị đơn phương bạo lực đấy ạ. Chốt, Jo-hyun, đình chỉ học. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, khi Sejun đang húp mì sùm sụp thì A-Sơn hỏi cậu về cái tên ban nãy hẳn là dính dáng đến vụ việc của Ha-jin. Sejun ậm ừ thì A-Sơn đã cắt ngang. Liệu cậu định cứ mỗi khi tìm được một tên thì lại lao vào đánh đấm tới bao giờ? Không những vậy tên kia còn mạnh hơn cậu nhiều. A-Sơn mong cậu dừng lại việc này và chờ thông tin điều tra từ phía cảnh sát. Tuy vậy Sejun đã phủ nhận liên quan đến việc điều tra, cậu chỉ muốn bảo vệ Ha-jin theo cách của cậu mà thôi. Cậu sẽ tìm từng tên một, trả lại những gì chúng đáng phải nhận để khiến chúng không còn nhờn nhơ nữa. Jo-hyun đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn thông báo tin nhắn bị hủy tư cách tham gia thi đấu. Một tên xăm trổ hất bay điện thoại trên tay cậu. Hắn nắm đầu cậu đe dọa cậu thể hiện thái độ cho hẳn hoi, đừng có mà bố láo. Tên xăm trổ thấy sự ngang lì của Jo-hyun liền thích thú cười lớn. Hắn gạ gẫm Jo-hyun đi theo bọn hắn, vừa có việc, vừa có tiền trả nợ. Hắn đe dọa Jo-hyun, muốn làm việc với hắn hay là muốn hắn giới thiệu mấy công việc nhẹ nhàng cho mẹ của cậu, nào chọn đi.
Do Huyên không để ý lời chào mời nhiệt tình của hắn, mà chỉ nói tháng sau sẽ trả gộp cả tiền 2 tháng cho hắn. Nếu Do Huyên không trả được, cậu sẽ làm mọi việc hắn yêu cầu. Tên xăm trổ cười khoái chí đồng ý yêu cầu của Do Huyên. Do Huyên triệu tập mấy thằng đệ của cậu tới và nhắc nhở chúng nó thu tiền cho cẩn thận. Cậu sẽ xử lý Sejun khi quay lại trường học, còn hiện tại cậu sẽ đi tìm và tính sổ với A Sơn. Tại phòng tập, A Sơn đóng một cây tây trang bảnh bao báo vắng mặt vì có hẹn với một người bạn cũ. Bọn Sejun thấy vậy mắt sáng như sao, mồm gào hét như bị động kinh vì sự tỉ mỉ tân trang nhan sắc của A Sơn hẳn là đi gặp cô gái nào đó rồi. Tại một khu phố nhộn nhịp, A Sơn đang gọi điện thoại thông báo cho người đầu dây bên kia rằng cậu đã tới. Đột nhiên một cậu nhóc thở hồng hộc chạy tới bên cạnh A Sơn. Cậu mong A Sơn giúp đỡ vì bạn của cậu ta đang bị hành hung tại con hẻm. A Sơn trầm ngâm một lúc thì bảo cậu ta dẫn đường. Cả hai người cùng đi vào con hẻm cách đó không xa. Giờ đây trước mặt A Sơn là Do Huyên chứ làm gì có cuộc ẩu đà nào. Nhờ công lao của A Sơn mà Do Huyên phải lâm vào bước đường cùng, vậy nên cậu ta định chơi xấu một phen. Trước sự nghi vấn của A Sơn thì đằng sau cậu bạn kia cầm chày bóng định đập cho A Sơn một cú. Tiếng xe gió vang lên bỗng đột nhiên bị dừng lại đột ngột. Ai cũng sững sờ bởi điều này, một mái tóc dài đen nhánh xuất hiện. Là một mỹ nữ xinh đẹp ngầu lòi, cô trách A Sơn tham gia mấy trò vui một mình mà để cô ở lại. Đây ắt hẳn là người bạn mà A Sơn đã nhắc tới rồi. Bầu không khí ngưng đọng một lúc thì bị phá vỡ bởi câu nói của cậu bạn cầm gậy bóng chày, làm gì thế hả bà thím kia? Động tới ai chứ động tới tuổi tác của phụ nữ là ngu rồi bé ạ. Mỹ nhân tóc dài quay lại gần từng chữ. Bà thím á, tuy rằng mỹ nhân xinh đẹp đã cho cậu nhóc chưa trải sự đời một cơ hội để cậu gọi một tiếng chị ơi. Cơ mà thằng bé có vẻ đần độn quá nên đã bị chị gái cho ăn một gậy đập ngay cổ họng. Ở trường không dạy mấy đứa rằng cầm hung khí như vậy đi đập người là không được hay sao? Đáp lại câu nói đấy thì cậu bạn vẫn cứ một câu gửi lời hỏi thăm mẹ, hai câu gửi lời hỏi thăm bố tới chị gái xinh đẹp. Vì sự đáng yêu này nên chị gái xinh đẹp đã thưởng cho cậu em một cú đánh đầy uy lực vào mông thay cho lời cảnh cáo. Sau đó lại là một cú trúng khớp gối khiến cậu bạn kia hét lên đau đớn. Chị xin tự giới thiệu, chị là chị đại của mấy bọn lưu manh chúng mày đấy. Chị mới rửa tay gác kiếm không lâu thôi mấy thằng danh con ạ. Chị gái xinh đẹp chỉ thẳng mặt từng tên một hứng khởi bảo chúng nó xông hết lên đi, đánh lẻ từng tên một hồng có vui. Nhưng sự hào hứng này đã bị A Sơn kìm hãm lại ngay lập tức, đánh người sẽ gặp phiền phức đấy. Tất nhiên là chị gái xinh đẹp chỉ liếc qua khinh bỉ lại, A Sơn đi tu rồi đấy hay sao mà tốt bụng thế, với cả ở đây làm gì có camera an ninh đâu. Khi cả hai đang hàn huyên mấy câu rời ơi đất hỡi thì A Sơn bị đá một cú khiến hình ảnh của anh bị nhòe dần đều. Tên đàn em của Do Huyên chửi họ lắm mồm lo toàn mấy chuyện bao đồng, chưa nói xong thì đã phải hôn mãnh liệt với cây gậy trong tay chị đẹp rồi. Sau đó là một cú vung thẳng tay từ dưới lên trên khiến hắn ta bay ra xa, này thì ảo tưởng sức mạnh. Ki Súc thấy thế thì chỉ dám cầm gậy lúng túng đe dọa nhưng chị đẹp nhẹ nhàng đập vào ngón tay của hắn khiến hắn hét toáng lên và quá khứ được lặp lại, một cú trúng gối thiết lập. Thế là xong hai tên, chỉ còn lại Do Huyên, hắn khá lúng túng vì đòn đánh của cô không có một quy luật hay một bộ môn thể thao nào mà hắn từng biết. Đang mải suy nghĩ lung tung thì ú òa, chị đẹp lấy đà như một vận động viên chuyên nghiệp, phóng tới trước mặt Do Huyên. Hắn giật mình vung tay đấm nhưng chị đẹp đã nhanh nhẹn nhảy ngược ra đằng sau. Do Huyên hấp tấp quay người lại tung ra hàng loạt cú đấm nhưng chị đẹp nhẹ nhàng né sạch. Thấy bản thân đã dồn được cô vào chân tường, hắn liền vận sức tung ra một cú cuối cùng. Cô chỉ đơn giản cúi mình xuống, để chiếc gậy bóng chày nhận hộ bản thân cú đấm ấy. Khi Do Huyên đang sốc ngang thì chị gái dùng thân thủ của mình, tái hiện lại hoàn mỹ chiêu thức của Hajin từng dùng, ý đồ bẻ gãy khớp tay của Do Huyên. Hắn bối rối vội vã mong cô đừng làm vậy. Hắn còn cần đôi tay này để đấu boxing, chỉ vì hắn có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như thế này mà thôi. Nhưng chị gái xinh đẹp không muốn nghe kể chuyện xưa, mà vẫn tiếp tục quái ác đùa giỡn Do Huyên. Ngay lúc thú vị thì A Sơn liền cho hắn ăn một gậy sau gáy khiến hắn ngất đi, coi như cứu cậu ta một cái mạng. Rồi quay ra cô nói, xin Su Huyên đừng có mà lôi chuyện đánh nhau ra đùa giỡn nữa, chúng nó tuổi đời còn nhỏ. Tuy rằng hơi tiếc nuối nhưng Su Huyên vẫn quyết định khoác tay A Sơn rời đi. A Sơn hỏi cô đã tìm được tài liệu liên quan đến vụ bạo lực nữ sinh cấp 3 hay chưa. Việc này đối với cô dễ như ăn cháo ấy mà, vậy nên cô đã tìm kiếm thêm việc cho thỏa sức bản thân. Hiện tại cô đang có trong tay hai bộ tài liệu điều tra, một là của vị cảnh sát phụ trách vụ án này, và hai là một bộ ở trạng thái việc điều tra đã chấm dứt, ắt hẳn đã có sự nhúng tay không sạch sẽ ở đây rồi. Tại căn phòng, một cuộc ẩu đả đã đi tới hồi kết. Tên chiến thắng quay mặt ra máy quay hỏi về phản ứng thể hiện như thế nào. Anh chàng cầm máy quay chán nản nói gần đây chẳng có gương mặt nào mới, rồi đề cập đến cái tên Do Huyên, lần này cậu ta hẳn là không tham dự được. Tên đeo kính có ý định đổi mới cách thức, hắn nhắc đến trận đấu với con nhỏ đó đã đem lại phản hồi rất tốt vì sự kịch tính.
nhưng có vẻ như tên kia không nhớ được con nhỏ giỏi Jiu-Jitsu mà một tên năm hai trường Do Song giới thiệu là ai. Tại quán nhậu, A Sơn và Su Huynh cứ hết một cốc lại một cốc rượu, nhưng có vẻ Su Huynh chưa có ý định dừng lại dù đây đã là chai thứ 10 của Tăng Hai rồi. Su Huynh hỏi Sejun vẫn một thân một mình trả thù cho Hajin sao, nhận được lời khẳng định từ A Sơn. Chị gái xinh đẹp hí hửng như vớ phải vàng, sự lãng mạn đúng gu của chị luôn, giống y như A Sơn của ngày xưa vậy. A Sơn phủ định ngay lập tức, anh không phải kiểu người làm việc không có kế hoạch như vậy, với cả trả thù thì cuối cùng nhận về cũng chỉ là cái kết bi kịch mà thôi. Nhưng biết đâu được, tuy xác suất thấp nhưng sẽ có một kết quả tốt xuất hiện thì sao? Nếu chỉ lựa chọn ngồi yên không làm thì xác suất chắc chắn sẽ chỉ là 0% mà thôi. Sau đó Su Huynh liền đứng dậy đi thanh toán, để lại A Sơn trầm ngâm suy nghĩ. Ông cảnh sát từ mấy cháp đầu hiện tại đang bắn súng ở khu tập dượt. Ông hỏi cậu đồng nghiệp có thông tin gì về nhiệm vụ ông đưa cậu lần trước hay không. Cậu ta đề cập tới việc Sejun bị đánh và bắt vào đồn cảnh sát, vết thương không nặng, còn tên học sinh đánh cậu thì đã bị đình chỉ. Có vẻ như cuộc điều tra vẫn chưa có tiến triển gì. Cậu đồng nghiệp thắc mắc việc cấp trên đã bảo làm qua loa vấn đề này thôi, nhưng sao cảnh sát Na vẫn cứ đặc biệt quan tâm đến vậy. Ông mới trầm ngâm hỏi cậu, ngoài miếng cơm manh áo, sao cậu lại lựa chọn ngành cảnh sát hình sự vất vả này chứ? Con gái ông cũng từng tự hào bởi cha nó đại diện cho chính nghĩa, bắt những tên xấu xa phải đền tội lỗi mà chúng gây ra. Nhưng thế giới này vận hành theo cái cách bọn nhà giàu muốn, vậy cậu sẽ theo tôi hay nghe theo cấp trên của cậu? Nhưng cảnh sát Na cũng là cấp trên của tôi còn gì, đúng là câu trả lời mát lòng mát dạ mà. Vài ngày sau khi được đi học lại, Do Huynh và Sejun lại đấu thêm trận nữa, lúc này Sejun đã gục ngã. Do Huynh khuyên cậu đừng có đứng dậy, chấp nhận hiện thực đi. Nhưng sao cậu chịu nghe chứ? Hết lần này đến lần khác cậu vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Cho tới khi mặt trời đã lặn xuống, cậu vác khuôn mặt đầy vết thương tới phòng tập. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu nói dối là do đá bóng ở trường không may ngã. Nhưng câu nói dối vụng về ấy thì lừa ai chứ, sao lừa được thầy cậu? Ông bảo cậu ra ngoài nói chuyện. Nếu em học Jiu-Jitsu để đánh nhau với người ta thì kể từ hôm nay em không cần đến phòng tập nữa. Nhưng đáp lại thầy Sejun vẫn im lặng. Ông tức tối quát lớn, cần sự giúp đỡ thì phải nói ra, nhà trường và cảnh sát sẽ can thiệp. Cậu trầm ngâm cúi mình xin lỗi thầy, dù trong lòng hết sức cảm ơn vì sự quan tâm của thầy, nhưng đây là cuộc chiến của riêng cậu. Ông thầy đành thỏa hiệp và nhắc nhở cậu nếu cần sự giúp đỡ, nhớ phải nói cho ông. Kết thúc buổi học, A Sơn tiến lại gần hỏi cậu, bắt buộc phải cứng đầu đi tới cùng như vậy sao? Nhận được câu khẳng định không chút do dự từ Sejun, A Sơn liền đội lên đầu cậu mũ bảo vệ. Còn chưa kịp ngơ ngác thì cậu bị A Sơn cho một cú thẳng mặt. Nào, còn làm gì nữa, luyện tập đánh nhau đấy. A Sơn nhắc nhở Sejun đừng có ra đòn lại, bởi dù cậu có tung thêm mấy trăm cú đấm đi chăng nữa thì cũng chỉ lãng phí thể lực của bản thân mà thôi. Vậy thì đánh như nào đây? Cách duy nhất là bắt đối thủ nằm xuống. Nhưng cơ bản việc đó là bất khả thi với Sejun của hiện tại. A Sơn liền hỏi Sejun tại sao lúc nào cậu cũng bị hắn liên tục áp đảo như vậy. Vì việc ra đòn quan trọng hơn ạ. Đúng là một câu trả lời ngây thơ, vì thế nên cậu lại tiếp tục được ăn một đấm từ A Sơn. Thứ quan trọng nhất trong thực chiến nằm ở tính uy hiếp của vũ khí. Như Do Huynh, nắm đấm của hắn có tính uy hiếp rất lớn. Vậy Sejun thì có vũ khí gì uy hiếp tới đối phương hay không? Hay chỉ đơn giản tung vài cú đấm rồi bị dần cho như tử? A Sơn vừa nói vừa tung ra liên tiếp những cú đấm khác nhau. Đột nhiên, anh cúi người xuống ôm lấy chân Sejun khiến cậu ngạc nhiên. Chẳng phải anh nói anh chỉ dùng mỗi nắm đấm thôi hay sao? Chung quy, việc đánh nhau cũng dựa vào thể lực cả người tung đòn lẫn người phòng thủ. A Sơn sau đó liền nắm lấy chân còn lại của Sejun rồi ngáng chân qua, thành công hạ đo ván cậu xuống sàn nhà. A Sơn đúc kết cho Sejun rằng nếu đối thủ phòng ngự bằng tách lê và chỉ tấn công bằng nắm đấm thì cậu hãy làm ngược lại. Do Huynh đánh chỉ nhắm duy nhất vào mục tiêu, điều này chắc chắn cậu ta chỉ tập trung cho boxing mà thôi. A Sơn không chắc cậu có thể đánh được tên đó, nhưng chỉ cần thành công vật hắn xuống một lần thôi thì đó đã là sự thay đổi có tiến triển lớn rồi. Chốt lại, sau buổi học với lớp, Sejun phải ở lại để bị ăn hành của A Sơn. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Sejun đều được A Sơn kèm một với một, hoặc đơn giản là bị A Sơn đấm mỗi tối. Cứ liên tục như vậy không ngừng, Do Huynh cũng giữ đúng lời hứa nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bọn chúng còn nhờn nhơ, ngày nào Sejun liền khó chịu ngày đó. Cậu biến tất cả những điều đó thành động lực, tạo ra thành quả. Sejun đã né được hầu hết các cú đấm của A Sơn. Khi chuẩn bị lặp lại động tác ôm chân A Sơn thì anh liền nâng gối định cho cậu một cú thụi mạnh. Trong tích tắc Sejun lách mình qua, nằm xuống và nắm chặt chân trụ của A Sơn. A Sơn thắc mắc với cái tư thế kỳ lạ của cậu, nhưng cách gì chẳng được chứ, chỉ cần kéo anh ngã xuống sàn được là đủ rồi. Cả hai đang ở thế tiến thoái lương nan thì A Sơn liền bỏ cuộc, nằm xuống rồi rủ cậu đi ăn tteokbokki. Ra tới cửa phòng tạp, trời mưa tầm tã, Sejun vội vã nhận điện thoại gọi tới từ Hajin, điều này khiến Hajin ở đầu dây bên kia cười một cách thích thú.
Đơn giản là trời mưa nên cô muốn gọi cho cậu một lúc mà thôi. Cậu trai nhà mình căng thẳng quá đi à? Hajin trêu vì cái tính cầu thả của cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng mang dù đâu. Thiếu cô thì cậu chẳng bao giờ ổn cả. Thế mà Sejun cũng tỉnh bơ đồng ý. Hajin ở bên kia ngại ngùng tỏ lời xin lỗi vì vụ quán cà phê trước đó. Tất nhiên là Sejun nào sẽ nỡ trách Hajin chứ. Cô hẹn cậu cô sẽ tới chỗ cậu để thăm cậu. Sau khi tắt máy, Hajin liền rơi vào trầm tư. Trước mặt cô là danh sách những việc cần làm. Có vẻ như cô cũng đã dũng cảm để có thể mạnh mẽ bước tiếp rồi. Lại một vài khoảng thời gian trôi qua, Sejun lúc này đã hạ đo ván được A-Sơn. Có vẻ cũng đáng được kỳ vọng một lần ấy chứ nhỉ. Nhưng A-Sơn cũng không đảm bảo là cậu sẽ thắng được tên đó, còn phải dựa vào may mắn nữa. Nếu bắt buộc làm một cuộc đặt được thì A-Sơn sẽ dùng hết tài sản bản thân để đặt cho Do Huyên thắng. Tóm lại, bản thân Sejun phải thử đã, cậu có bản cũng không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Đột nhiên A-Sơn nhắc tới việc chơi kéo búa bao với Sejun, anh muốn chơi một ván cùng cậu. A-Sơn liền nói trước rằng anh sẽ ra búa, liệu Sejun sẽ làm gì đây? Tại phòng tập boxing, Do Huyên đang không ngừng tập luyện, khi con số đạt tới 10.000 cậu mới dừng hành động đấm bao cát lại. Thầy giáo tiến lại gần Do Huyên và nhắc nhở cậu rằng cậu đã muộn tiền học rồi. Do Huyên bối rối xin lỗi thầy giáo và sẽ nộp tiền vào cuối tuần này. Nhưng điều thầy giáo muốn nói không chỉ có vậy, ông ngập ngừng, do người đó đến tìm cậu rất nhiều nên học viên của ông nghỉ liên tiếp, ông mong rằng cậu sẽ hiểu cho ông. Do Huyên chào tạm biệt thầy giáo và lững thững về nhà. Đã tối muộn, khi đang đi trên đường thì Do Huyên nghe thấy có người bắt chuyện với mình, hóa ra đó là Sejun. Do Huyên khuyên cậu hôm nay tốt nhất là đừng có đánh nhau, sẽ có người chết đấy bởi tâm trạng hắn không ổn chút nào. Nhưng Sejun mặc kệ mấy lời ba láp ba xàm của Do Huyên mà chỉ nói, trước khi đánh nhau, cậu sẽ không ra đòn mà chỉ dùng mỗi tách lê mà thôi. Do Huyên sững sờ nhìn Sejun như tên dở người, không biết cậu định làm trò vớ vẩn gì, không quan tâm, Sejun liền tức tốc lao tới. Do Huyên ớ người ra một lúc rồi theo phản xạ ném túi sách bên người mình về phía Sejun. Thế mà lại trúng phóc, Do Huyên nhảy lên lấy đà, tung cú đấm thẳng mặt Sejun. Lần này hắn không dùng bao tay nữa mà sẽ đánh với cậu bằng tay trần. Cú đấm đấy bị Sejun đỡ được, cậu cũng nhắc cho hắn nhớ, việc xé nát bản mặt bọn khốn chúng mày sẽ do chính cậu làm. Do Huyên trầm ngâm suy nghĩ về các thế đánh của Sejun. Cậu sẽ lợi dụng hắn nghiêng sang một bên rồi dùng tách lê hay đơn giản lời nói chỉ sử dụng tách lê ban đầu là một lời nói dối. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì Do Huyên cảm thấy kéo giãn khoảng cách giữa cậu và hắn thì sẽ ổn hơn. Sejun thấy Do Huyên cảnh giác liền cười mỉa khịa đều mấy câu. Cậu bảo cậu sẽ chỉ sử dụng tách lê thôi mà, đừng căng thẳng như vậy. Do Huyên liền tung ra mấy cú đấm đầy uy lực nhưng Sejun cũng nhanh nhẹn né hết được. Do Huyên nhận ra Sejun không còn run sợ trước sức mạnh cú đấm của bản thân hắn nữa. Và Sejun đều tránh được hết những đòn đánh chí mạng của hắn một cách suýt soát. Do Huyên cảm nhận được việc Sejun cứ đâm đầu vào hắn khiến hắn liên tục phải phòng thủ. Điều này làm hắn không tung ra được một cú đấm đàng hoàng nào. Đột nhiên, chiếc giày rách nát của Do Huyên khiến hắn vấp phải viên đá. Chỉ với sự bất cẩn trong một giây này, Sejun tung hết sức vào nắm đấm và xông lên. Do Huyên vội đan chéo tay để phòng thủ. Nhưng Sejun ngay lập tức bẻ lái, thu tay, cúi người, ôm chặt lấy chân Do Huyên, hất mạnh hắn xuống đất. Cậu đã nói cậu chỉ dùng tanh lê thôi mà không chịu tin cơ. Từ giờ, đây là lúc phản công của Sejun. Sau khi đẩy ngã được Do Huyên, Sejun đè hắn xuống và đấm liên tiếp vào mặt của Do Huyên. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, yếu ớt. Do Huyên khi vừa ngã xuống đã dùng hai chân kẹp chặt Sejun để khống chế cậu. Điều này khiến Sejun nhận thấy rằng hắn biết về Jiu-Jitsu, nhưng cơ bản cậu mới là người hiểu rõ hơn hết thảy. Do Huyên cũng thấy được theo cái đà này dù hắn có chặn được đòn đánh thì cũng chẳng được bao lâu nữa. Chính vì thế, Do Huyên dùng chân ghì mạnh vào eo cậu nhằm nới rộng khoảng cách. Nhưng sao Sejun có thể để hắn đạt được ý đồ, cậu nắm lấy chân Do Huyên rồi dùng nửa thân trên của mình đè lên nửa thân trên của đối thủ từ phía bên cạnh. Trông thì dễ dàng nhưng Sejun cũng phải thở hồng hộc. Do Huyên không hề vì bị kỳ hãm mà kém cạnh, hắn dùng nắm đấm đấm liên tục vào đầu cậu. Để tránh bị cú đấm khủng bố của Do Huyên đập nát đầu, cậu phải để mình cách xa tầm với của hắn, đồng thời dùng thế Neon Belly, dùng gối ấn mạnh xuống bụng Do Huyên. Sau đó dùng tay kéo đồng thời về phía xương chậu và cổ. Chắc chắn để thoát khỏi thế này, Do Huyên không còn cách nào khác là dùng tay để xuống dưới. Chính khoảng khắc phân tâm ấy sẽ tạo ra lỗ hổng, một số trạng thái không còn được phòng vệ như cổ. Chỉ cần như vậy, Sejun có thể siết vào động mạnh cổ của Do Huyên. Trước khi làm vậy, cậu giơ tay lấy đà rồi tung một cú đấm toàn lực vào mặt Do Huyên. Cứ giã liên tiếp như vậy rồi cậu túm chặt cổ áo Do Huyên, xoay người tạo thành tư thế tay đan chéo hay còn gọi là baseball chớ kể. Chỉ cần tiếp tục như vậy, chiến thắng cách cậu không còn xa nữa. Lúc này, không khí đang dần tạm biệt Do Huyên thì hắn liền nhớ lại ký ức hồi còn bé, khi vẫn còn hạnh phúc bên gia đình. Bất thình lình,
một tên xăm trổ hiện ra phá hỏng tất cả. Có thể vì ý chí sống còn, Do Hyun mở bừng mắt, dùng tay thụi một cú mạnh vào eo Sejun. Sức mạnh của cú đấm này đủ để ba chiếc xương sườn của cậu nứt gãy. Seju trước đau đớn bất ngờ tập kích thì không còn cách nào khác ngoài buông tay ôm vết thương. Cú đấm đó đủ khiến cậu bàng hoàng về sức mạnh bất ngờ của Do Hyun. Qua tất cả những việc vừa xảy ra thì Do Hyun phải công nhận Sejun chẳng phải đứa dễ nhai, nên từ giờ hắn sẽ đánh nghiêm túc hơn. Hậu bối hạ, trong con hẻm nhỏ, Sejun tung cú đấm nào thì Do Hyun né được cú đấm ấy. Không chỉ vậy, hắn còn lách mình đấm liên tiếp vào eo, mặt rồi thụi mạnh vào cằm cậu. Đột nhiên, hắn dừng động tác rồi hỏi Sejun, rốt cuộc tại sao mày lại ngang bướng như thế, vì điều gì chứ? Hắn đã cố tình bỏ qua, coi như Sejun suối quẩy dẫm phải đống xít rồi cơ mà, sao cứ phải dây dưa mãi như thế? Rồi dù mày có cố gắng tới mức nào thì kết quả vẫn chỉ vậy thôi. Sejun chặn ngang họng hắn, thế giới này ra sao thì liên quan gì tới cậu chứ? Cậu chỉ muốn dần bọn rác rưởi như hắn, những tên chặn đứng tương lai của Hajin mà thôi. Nghe vậy thì hắn có thể hiểu rồi, thế nên Do Hyun vung nấm đấm đấm thẳng vào mặt cậu. Hắn gửi lời xin lỗi tới Sejun, bởi hắn cũng có thứ cần bảo vệ. Do Hyun đang định đề cập tới chuyện ngày hôm đó về Hajin thì bất thình lình, tên xăm trổ mặt sẹo xuất hiện. Hắn nhìn Sejun rồi cười mỉa, hỏi Do Hyun đánh chết nó rồi đấy à? Do Hyun thấy vậy gấp gáp, rõ ràng cậu đã trả đủ tiền của tháng này rồi, hắn muốn gì? Tên mặt sẹo vòng vo tam quốc một hồi, ý cuối cùng của hắn chính là với một tên học sinh như cậu thì không có khả năng trả đủ nợ cho hắn. Vậy nên hiện tại hắn có một vụ làm ăn tuyệt vời, chỉ cần Do Hyun đồng ý mà thôi. Do Hyun ngập ngừng vì bản thân cậu biết chuyện hắn nói chẳng tốt đẹp gì. Lúc này, Sejun đã đứng dậy, xuất hiện phía sau tên mặt sẹo như bóng ma, kêu hắn dừng lại. Tên mặt sẹo chưa kịp quay đầu lại thì cậu đã vòng tay qua cổ hắn, ghìm chắc lại. Đừng có xen ngang vào việc của tao chứ thằng chó. Hajin đang ngồi nói chuyện cùng bác sĩ của mình. Có vẻ như đầu gối của cô cũng đã hồi phục được 90%, trạng thái tâm lý của Hajin cũng tiến triển hơn rất nhiều. Cô vui vẻ kể về quá khứ của mình với Sejun. Mỗi lần cô khóc, cậu luôn túc trực bên cạnh. Chỉ cần cô muốn, cậu luôn sẵn sàng vươn tay nắm lấy tay cô. Sau mỗi lần Hajin khóc thì người Sejun lại toàn vết thương, bởi cậu tìm đến những kẻ bắt nạt Hajin để đòi lại công bằng cho cô. Và cũng chính vì điều đấy, Hajin đã tự nhủ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, với những tình huống xuất hiện yếu tố cản trở thì cậu ấy sẽ làm lớn chuyện lên, như ngay lúc này đây. Quay lại con hẻm nhỏ, lúc này Do Hyun đang cố khuyên bảo Sejun bình tĩnh vì tên mặt sẹo không động vào được đâu. Nhưng mấy câu của Do Hyun dường như chẳng lọt tai Sejun tẹo nào mà cậu còn siết chặt tay hơn. Do Hyun đang cố gắng tiếp tục khuyên bảo thì hình ảnh mắt trợn ngược, nước mắt nước mũi nước dãi chảy thòng lòng của tên mặt sẹo khiến hắn phải nhịn cười. Ở cuối ngõ, bọn đàn em của gã mặt sẹo tới tiếp viện. Cả hai thấy tình hình nhân số không khả quan, Sejun liền nhanh tay lẹ mắt vứt tên mặt sẹo trả lại cho đồng bọn chúng nó. Tên mặt sẹo vừa ôm cổ họng ho khan vừa gào mấy tên đệ xông lên bắt sống Sejun và Do Hyun. Khi tất cả bọn đàn em xông lên thì Sejun đã chuẩn bị sẵn sàng nắm đấm. Nhưng lúc này, Do Hyun đột nhiên nắm cổ áo cậu kéo ra đằng sau rồi chủ động xông lên thụi vào bụng tên đầu chọc. Sau đó là liên hoàn đấm, né, đấm, né mượt như săn siêu khiến bọn đàn em tên xăm trổ ngỡ ngàng, ngơ ngác. Cảm thấy không thể trơ mắt nhìn đàn em bị mất mặt, đại ca quyết định lên sàn diễn. Thôi thì mình đấm không lại nó thì mình dùng hàng nóng. Trong tay hắn cầm một thanh sắt dài, vung mạnh vào đầu Do Hyun nhưng rất may là cậu đã kịp dùng tay chắn lại đòn tấn công ấy. Hắn vừa vung gậy vừa chửi Do Hyun là thằng ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, nuôi ong tay áo. Đang lúc bon mồm thì ăn ngay cục gạch từ vị trí tuyển thủ Sejun. Đằng ấy đã có lòng dùng gậy thì đằng này cũng không nỡ phụ lòng nên dùng gạch thay thế nhé. Sejun quay sang Do Hyun nhắc nhở cậu ta để ý chút, trước tiên thì cậu chuồn trước, còn Do Hyun thích thì chạy theo nhé, chứ đánh đấm thế quái nào nổi. Hành động nhanh gọn lẹ, đầy tính dứt khoát của Sejun khiến Do Hyun sốc ngang. Tên mặt sẹo vẫn ngồi bệt dưới đất gào, chúng mày giỏi thì cứ chạy đi, to be continued, tao sẽ tìm chúng mày sớm thôi. Do Hyun liền xoay người chạy theo Sejun luôn, nhưng có vẻ sau buổi hôm nay thì tình thế của cậu sau này có vẻ không ổn lắm. Chạy được một lúc thì Do Hyun hỏi Sejun muốn chạy đi đâu. Tới đồn cảnh sát sao? Ai mà rõ, tao cứ chạy bừa thôi. Do Hyun cảm thấy đáng ra lúc đó hắn nên giết luôn Sejun mới phải. Cả hai chạy một đoạn thì quyết định tới cửa đồn cảnh sát. Đàn em của tên côn đồ cũng dí theo sát đít. Do Hyun vừa chạy vừa chửi Sejun làm việc mà không suy nghĩ. Cậu cũng đốp lại ngay, cái thứ côn đồ mà cũng bày đặt lên mặt dạy đời à. Hai người trước tiên quyết định trốn vào căn nhà gần đó để đánh lạc hướng trước đã. Nhưng mánh khóe nhỏ này sao qua được tên mặt sẹo. Dù gì hắn cũng đã lăn lộn ở xã hội lâu như thế. Hắn bảo bọn đàn em mang theo người trang bị hàng nóng đầy đủ tới, chuẩn bị xơi món chính thôi. Sejun và Do Hyun chạy hồng hộc trên hành lang,
cậu nói đây là chỗ tập mở 24 giờ, đúng là khiến Do Huyên hâm mộ mà. Khi cánh cửa phòng tập được đẩy ra, Do Huyên chính thức đứng hình toàn tập. Bởi lúc này hiện ra trước mắt họ là hình ảnh A Sơn cùng hai học viên đang húp mì sùm sụp đầy hòa hợp và ấm áp. Cầu thang máy mở ra, bên trong là tên đại ca mặt sẹo vác cái đòn bẩy cùng hai thằng đàn em. Bọn chúng quyết định phải dần cho Sejun và Do Huyên ra bã. Tên đại ca nhìn vào ba người vừa húp mì xong, hắn vừa đi vào vừa hỏi liệu bọn họ có nhìn thấy hai thằng nhãi đô con cao cao chạy vào đây không. Chân trước chân sau vừa định hạ xuống phòng tập thì A Sơn liền hét lớn, dày, khiến mấy tên côn đồ giật cả mình. Mày có biết là A Sơn sáu múi đã phải hì hục cọ thảm tập rất vất vả hay không? Thật bất lịch sự. Tên mặt sẹo vẫn cứ ngơ ra, là A Sơn đang nói hắn đấy à. A Sơn chẳng quan tâm hắn băn khoăn cái gì, chỉ nhẹ nhàng đe dọa, mày nói xem, mày hạ giày nhanh hơn hay tao ấn 112 nhanh hơn. Tên mặt sẹo liền cười khẩy, rồi khạc một bãi đờm to, nhổ xuống thảm tập. Không những vậy còn vừa lấy chân di qua di lại lên bãi đờm vừa khích đều A Sơn. Tên mặt sẹo buông lời đe dọa muốn cho cái phòng tập của A Sơn khỏi hoạt động. Đang hùng hùng hổ hổ nói đến đoạn cay cấn thì A Sơn nhấc điện thoại lên báo án. Đúng là không đi theo kịch bản chút nào mà. Trong lúc tay chân nhanh hơn não, tên đại ca liền cầm cái ống cống hất văng điện thoại của A Sơn xuống đất. A Sơn trầm ngâm nhìn cánh tay bị chảy xước của mình, hóa ra là mày chọn cái chết. Bọn côn đồ ngớ ngẩn vẫn cứ kiểu căng thách thức A Sơn, tên đại ca cho anh hai lựa chọn, một là giao người, hai là hắn sẽ đập nát cái phòng tập này. Đột nhiên body sáu múi của A Sơn đập vào mắt tên đại ca, bởi trên người anh ngoài vẻ quyến rũ ra thì còn đầy những vết sẹo do vết tích từ đao chém. Tên đại ca nghĩ A Sơn bởi có chỗ dựa nên mới áo với hắn như vậy. A Sơn sẽ khiến hắn hối hận vì hành động của bản thân, nhưng A Sơn phải hỏi xem hắn có phải trẻ vị thành niên hay không cho chắc chắn cái đã. Tên đại ca khinh khỉnh phả cái mồm như cái bát hương vào mặt anh. A Sơn chỉ thờ ơ, rút cái nén hương từ mồm hắn ra, anh sẽ khiến chính miệng hắn nói ra hai từ hối hận. Tên đại ca vừa rút thêm nén nhang khác vừa đe dọa A Sơn nên giao hai bọn kia ra, A Sơn liền đồng ý khiến hành động thắp nhan của hắn khựng lại, dễ dàng vậy sao? Cơ mà A Sơn có điều kiện, chơi kéo búa bao với anh, nếu hắn thắng thì anh cái gì cũng ok. Anh vừa đếm vừa bắt đầu cuộc chơi khiến tên đại ca bị xoay mòng mòng như tên thiểu năng. Kết quả cuối cùng tên mặt sẹo ra búa, còn anh ra bao. Chính vì hữu duyên như vậy nên anh tiện tay tát cho hắn lệch mặt. Lúc này Sejun và Do Huyên đang ngồi cạnh nhau. Do Huyên mải nhắn thông báo cho mẹ việc mình sẽ không về tối nay. Trước sự thắc mắc của Sejun, Do Huyên giải thích anh nhắn cho mẹ đề phòng chúng nó chó cùng rứt dậu. Tuy vậy Do Huyên cũng không vơi bớt sự lo lắng vì bọn chúng toàn là những tên máu mặt. Điều này thì không phải lo vì đã có anh A Sơn ở ngoài đó rồi. Sejun liền đề cập tới vấn đề của Hajin và bảo Do Huyên nói tiếp về chuyện hôm đó. Do Huyên nói ra những gì bản thân biết. Giữa các trường với nhau sẽ tiến hành thi đấu theo vòng loại. Tất cả sẽ phải nộp phí để tham gia và người có thứ bậc càng cao sẽ lấy được số tiền trong tổng phí tham gia theo tỷ lệ. Nhưng đột nhiên có sự kiện trận đấu Even, đó là một trận đấu mang tính cưỡng ép. Và vào ngày hôm đấy đã mời được Hajin tới. Vì bản thân không có hứng thú đối với những trận đấu như vậy nên Do Huyên rời đi ngay lúc đó. Vậy nên hắn không biết chuyện xảy ra sau đó như thế nào. Nghe được đến đây, Sejun liền vung nắm đấm vào Do Huyên, cậu nắm cổ áo hắn chất vấn, nếu biết việc đó là sai trái thì sao lại không cản lại. Cuối cùng mày cùng bọn rác rưởi kia chẳng khác gì nhau. Trước sự cáo buộc từ Sejun, Do Huyên chỉ có thể giữ im lặng bởi điều đó không có gì là sai cả. Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì ngoài cửa có tiếng bốp vang lên. Quay lại bên ngoài phòng tập, tên đại ca ngã ngồi xuống đất, gào mấy tên đàn em ngu xuẩn, chỉ biết được mặt ra nhìn, xông vào đánh chết A Sơn cho hắn. Một tên cầm gậy lao lên, A Sơn chỉ thờ ơ lấy tay ra đỡ rồi tiện chân đá vào khớp gối của hắn. Lực đá này đủ để chân hắn lìa làm hai khúc. Trong lúc không để ý, tên đầu chọc xông lên đánh hai học viên còn lại. Chưa tới gần được mục tiêu thì đã bị anh dùng thắt lưng quật thẳng vào mồm. Chắc hẳn là mấy con gà này chưa biết, A Sơn anh ghét nhất là mấy tên giang hồ. Vừa siết chặt cổ tên đầu chọc anh vừa nhắc nhở bọn chúng nên cẩn thận. Nhớ đau xui, anh liền bẻ gãy cổ hoặc lưng của chúng mày đấy. Vậy nên làm ơn, cầm chắc vũ khí vào nhé bạn thân yêu. Mấy tên đàn em nghe thấy rén một phành nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Sau khi nghe khẩu hiệu của tên đầu chôm chôm, tất cả đều đồng lòng xông lên. Một cái bạt tai, một cái khóa tay rồi bẻ. Vậy là một chú gà đã phải nói lời tạm biệt với cánh tay của mình. Để thể hiện là người biết khai thác hết ưu điểm của địch nên A Sơn cũng tiện tay dùng hắn làm lá chắn đòn luôn. Anh dùng dây lưng cướp vũ khí của tên đầu chôm chôm rồi phi thẳng vào mặt tên đầu chọc sau hắn. Trong lúc tên đầu chôm chôm còn bàng hoàng, thì anh liền nhẹ lẹ khóa vai đối thủ rồi dùng lực chân ấn mạnh xuống, thế là con gà thứ hai mất đi cái cánh. Không ngừng nghỉ, tên đàn em béo nhất xuất hiện sau lưng anh. Nhưng sao anh có thể để hắn thực hiện được ý đồ? Thuận thế, A Sơn liền nắm chặt tay tên béo rồi bẻ ngược, sau đó vòng ra sau hắn,
quấn dây lưng vào cổ rồi vật hắn nằm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Còn tên nào nữa thì xông lên hết đi, không thì tô búc kỳ của anh nguội bây giờ. Tên đại ca mùng bát hương có vẻ không hiểu rõ tình thế của mình cho lắm nên cứ ở đó trầm trồ. A Sơn quay lại, hai học viên của anh đã bị bọn đàn em của hắn khống chế. Mùng bát hương vừa đắc ý khích đều vừa cầm con dao phay mon men lại gần A Sơn. Ngay lúc chỉ cần đâm một dao thôi thì A Sơn quay lại, lúc mày cầm con dao đó thì mày sẽ phải đánh cược cả tính mạng của mình đấy. Mặt sẹo vừa đơ người vừa nghi ngờ ông tác giả có phải chơi đồ hay không mà vẽ A Sơn to như vậy làm gì. Với cả, mấy đứa học viên của phòng anh, một chọi một không phải là sự khó khăn gì. Biết bản thân thất thủ, mùng bát hương tính ăn cả ngã về không mà cầm dao xông lên. Dao còn chưa chạm được vào người A Sơn thì hắn đã phải môi ơi ở lại răng đi nhé rồi. Thấy còn hơi thiếu, nên Do Huyên bồi thêm một đấm nữa cho đủ bộ, ở đây có bảng cấm hút thuốc đấy thằng chó. Sejun cũng tiện chân đi qua đá bay con dao phay của tên mặt sẹo ra xa khiến hắn điên tiết, đừng tưởng tao chỉ có một con. Ngay lúc bọn đàn em mỗi đứa lôi một con dao ra thì có người gõ cửa từ bên ngoài. Đó lại là những anh cảnh sát đẹp trai đại diện cho chính nghĩa, nghiệp vụ rất mượt mà, hai anh nhanh nhẹn lôi súng ra để bình định tình hình. Tên mặt sẹo mặc kệ lời khuyên rút lui của đàn em, hắn quay ra khinh bỉ súng của mấy anh cảnh sát như món đồ hàng của bọn con gái, chỉ làm cảnh mà thôi. Lời còn chưa dứt thì bờ mông nõn nà của tên mặt sẹo đã được tiếp xúc với điện cực, tất cả đều nhờ công lao của anh chàng mới tới. Anh chàng này có vẻ quen biết với hai viên cảnh sát kia, anh nhanh nhẹn xông lên cho tên đầu chọc một cú lên gối, rồi cho tên đầu chôm chôm một phát bạt tai. Anh sẽ thay mặt, quyền lực, nước để gô cổ chúng mày lại, bọn côn đồ rác rưởi.